Cháu Đào xin chào tất cả các ông bà, cô bác, anh chị ạ. Các bác ạ, hiện tại thì cháu Đào đang có mặt tại Xín Mần, Hà Giang. Hôm nay thì chúng cháu cũng từ trên Mèo Vạc cùng với lại anh Minh Khương TV này và anh Kiều Mạnh này cũng xuống giao lưu với lại các anh ở dưới Xín Mần. Thì hiện tại chúng cháu là đi cả ngày đường rồi, tuy nhiên là cũng chưa đến nơi. Đấy, do là dưới này thì là đường ấy sạt lở cũng rất là nhiều. Các bác có thể nhìn thấy này, ở đây thì ô tô đi qua ấy, giờ không đi được. Chúng cháu là đã đứng ở đây đẩy xe được gần một tiếng đồng hồ rồi nhưng mà vẫn chưa qua. Đấy, ở trên Mèo Vạc ấy thì là vài hôm trước là có mưa rất là to, cháu Đào ở trên đấy là cũng không thể nào mà đi vào xóm được, nên là xuống dưới này để đi quay cùng các anh chị ở dưới này ấy. Đấy, nhưng mà cũng tắc đường rất là nhiều, không biết là trên thị trấn trên kia là như nào thôi. Đây này, cái này là bây giờ là đang như cái thửa ruộng luôn rồi. Đấy, đi lại rất là khó khăn. Đấy, xe máy hay là xe ô tô đi qua đoạn này đều không đi được. Ở đây là không phải mỗi xe chúng cháu tắc mà rất là nhiều xe khác nữa đang tắc đường và không đi được rồi. Ui. Ở đây thì còn cách thị trấn là hơn 50 cây số nữa cơ. Đấy, không biết là bao giờ là mới về đến thị trấn. Bây giờ là đã 8 giờ, gần 9 giờ tối rồi. Đây, bên đây là xe của anh Mạnh đang đi lên. Cũng không biết là đi lên. Ủa ôi. Rồi. Ủa ôi. Xe anh Mạnh là thấp là gầm là không đi được rồi. Mắc ở giữa rồi anh Mạnh ạ. Đấy đằng trước thì cứ phải đấy đi, cứ phải đấy đi. Này đằng trước này là đất cao hơn ấy, xe anh Mạnh thì thấp nhất ở đây rồi. Nào đẩy đi, đẩy đi, phải đẩy cả hai đầu con này. Từ từ anh ấy, từ chèo bánh trước rồi. Không, bây giờ cho anh cho thẳng lái đã, xong bọn em bắt đầu đẩy thì anh sẽ bắt đầu lái dần. Rồi. Nào. Một hai. Ôi. Ôi. Đúng rồi, đá này này. Tí nữa, tí nữa, tí nữa, qua tí nữa. Tí trước của đá rồi. Lùi, 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 lùi một tí nữa, lùi một tí nữa. Vứt lên trên đi, vứt lên trên đi. Ba đồng đá. Ba đồng đá. Nào, bây giờ ok này. Từ từ đẩy đó, đẩy đó, đẩy 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 cho anh Mạnh lên đó. Đẩy tiến lên, tiến 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 luôn, nhưng mà đẩy đẩy đi, đông người đẩy đi. Từ từ nhanh nhẹ. Không qua đâu anh ạ, đây này. Đánh lái thẳng ạ, anh lái thẳng. Đây đây ạ, đúng rồi. 1 2 3. Từ từ anh công. Đẩy lên, đẩy lên. Qua rồi, qua rồi. Đưa rồi, đưa rồi, sao rồi? Cái bản chân nhìn đâu nhỉ? Đây, đây, đây. Trên kia hết anh ạ. Thôi mình chả biết để em ở đâu luôn. Khi được em Đào là đi sang bên vẫn chơi mà cho em lĩnh lội bùn mọi người ạ. Em tưởng là ở dưới này không mưa như ở trên kia chứ. Bên này nó mưa nhưng mà đường này do nó đang làm mà. Ở đây thì hôm nay chúng cháu cũng có đi qua đường ở bên trên. Đấy, nhưng mà cũng không qua được cả hai đường. Như thửa ruộng luôn rồi anh Giang ạ. Bây giờ mày bây giờ lại chờ anh này đi đẩy hộ anh này nữa. Đúng rồi. Anh đẩy qua đây được. Anh tài xế ơi, cảm ơn nha. Cảm ơn mọi người nha. Chào các ông. Một chuyến rất là vất vả. Sau chuyến này phải chạy đi nhanh. Xe này cao chắc đi được á? Cao như cũng bàn đấy em ạ. Cao cũng bàn. Được, xe này đi được này. Mệt không anh? Chào các bác. Đấy, các anh là để xe là toát hết mồ hôi rồi. Em thôi, quan trọng là em thôi, lần đầu tiên mà gặp cái cảnh này chắc là không được. Về nhà em, được về nhà em thì anh cũng được lên rồi đấy, cũng như thế thôi anh ạ. Nhưng mà lần đầu sang Xín Mần mà gặp cảnh này thì có thể là sẽ không có lần thứ hai đâu các bác. Rồi, anh cứ nói thế, thế anh là ý của anh là lần sau anh không dám lên trên nhà em nữa không đúng phải không? Mà là nhìn thấy cái đường đã khiếp rồi. Đáng lẽ ra là lần đầu tiên em đến nơi này ấy, thì là phải cho em là không phải đi xuống xe đấy, nhưng mà rất là tiếc là ngày hôm nay thì rất là đen, là
thôi. Lội bùi như thế này. Quan trọng là anh em mình ở trên vùng cao thì bình thường thôi. Còn hai công tử bột ở dưới thành phố rồi. Ba vì ấy. Thì coi như đây là một cái kỷ niệm về nhà Khương đi. Để lần sau anh em mình cứ nghĩ đến Khương là nghĩ đến đoạn đường này và không đi nữa. Còn lần sau là anh em thì em không nói chuyện với các anh nữa rồi. Thôi. Đây anh em cùng cháu đang đi tìm chỗ nào có nước để rửa chân các bác ạ. Nói chung là các anh em đến bây giờ là như con trâu đất hết rồi. Các anh còn mặc quần đùi, mấy quá em cũng sắn ống quần lên. Đào là bẩn hết quần rồi nhỉ. Ê, sao đâu anh ạ, lúc qua được là như bị thủng lốp là anh làm nhanh trí là bỏ quần dài ra. Đấy hôm nay là quần đùi. Hôm nay anh em mình rất là đen nhờ, đi đường là xe là thủng lốp rồi này. Đây là lên là cũng gặp rất là nhiều đoạn đường mà sạt lở ấy. Đấy, không thể nào mà đi qua được. Nếu mà trời không mưa thì giờ này chắc đến nhà ấy chứ anh Giang đúng không? Đúng rồi, nếu như mà trời không mưa, đường bên Su Phì mà không bị tắc ấy thì giờ này là về đến nhà rồi. Vâng. Hôm nay ấy là rất là đen thì là mình vừa mới đến đấy ấy, là có nghĩa là cái đống sạt lở đấy là sạt trước 2 tiếng lúc mà mình đến đấy. Vâng. À, bây giờ thì sẽ vào xin nhà của bà con xin giường vâng. Ở tay đó nhá. Cái đường ấy thì mấy bảo rồi mà. Đây cái đường này thì đoạn này là thấy các anh cũng bảo là tầm 7-8 cây đường đất như này để vào đến thị trấn ấy. Đấy, rất là khó khăn. Mà rửa chân tay tí. Cho cháu rửa chân một tí nhá cô ơi. Vâng. Đây anh Mạnh đây. Anh không rửa chân đâu, anh rửa chân. Anh ơi, chắc đường kia về còn đoạn nào khó đâu anh? Không, không, chỉ khó này chắc có chỗ dòng thấp rồi nhá. Vâng. Dạ vâng, dạ. Sắp hết rồi đúng không? Lên chỗ này đi. À vâng. Không đi vào kia thì khó lắm. Nên đường rất là khó nên cả xe máy đi là cũng rất là vất. Sao anh Mạnh nào mắc đấy tiếp rồi. Ba người đẩy được đường không anh? Đi quay lại dễ xong. Từ từ xem trong này có chỗ để dép không nhỉ? Từ từ nhé anh nhỉ? Từ từ. Không có đâu. Có cái túi nào ấy? Đấy. Chắc là tí để em quay lại lấy, cháu cứ đẩy đi. Ờ không đâu, đào cầm em đi. Cầm dép cho bọn anh nhá. Cho đào cầm hết dép đi bọn anh à. Đấy. Vâng. Đâu ạ? Ôi giời em còn cầm không hết nữa đây này. Hơi qua đây tí này. Rồi. Cố lên con đoạn này. Con đoạn này nữa thôi. Cố lên sắp hết đoạn đường xấu rồi anh ạ. Được chưa? Anh Tiểu là không quen vỏ dép đúng không? 2, 3. Cố lên. Ôi. Đấy đi. Ôi. Cố lên. Đoạn chắc đoạn trước mắt này là hết rồi này. Anh Tiệp là kêu đau chân lắm rồi đấy. Ủa anh đau chân quá tại vì anh không bao giờ đi chân đất đấy. Đi mấy cái đường sỏi này đau quá. Đâu cái này thì em đi quen em cũng thấy đau anh ạ. Toàn là sỏi. Anh mình đi quen rồi. Cái này nhanh em mình làm ruộng ấy nhỉ. Cũng là đất như này đấy. Nhưng mà nó không có sỏi, những loại sỏi bé bé thì nhiều. Ruộng nhà em có anh ạ. Vâng. Thế thì trồng hoa màu các thứ thì có tốt không? Ở đấy thì không trồng được cái gì hết anh ạ. Vâng. Đất nó không tốt hay sao ấy, trồng cũng không nên ấy. Giờ là còn bao nhiêu cây nữa là về đến thị trấn hả anh? Đến giờ là tầm 38-40 cây nữa. 40 cây nữa. Nhưng mà chắc là hết đoạn đường xấu rồi đúng không? Bây giờ đoạn đường họ đang làm như này ấy, thì là sẽ rơi vào độ tầm khoảng 5-6 cây nữa thôi. Còn về sau thì mình sẽ đi đường nhựa, nhưng thì nó cũng sẽ có một số cái ổ gà. Vâng, anh em mình là mò lết ở đây chắc cũng được hơn tiếng đồng hồ ở đây nhỉ. Anh em cứ lên đi, xong lên kia bọn em đi bộ luôn anh ơi. Đi bộ đi. Chân nó bẩn quá không dám theo xe luôn rồi. Em tưởng là mỗi trên Nam Mèo và Hà Giang là đi vào xóm là đường không đi được, hóa ra là dưới này cũng thế. Đúng không thì... đi không biết anh nhỉ. Đi rồi thì là biết. À Đào là hôm nay là lần đầu tiên vâng. Đây đấy nhỉ. Vâng, em là lần đầu tiên. Ở đâu thì bà con trên vùng cao ấy thì theo như cháu Đào đi và biết ấy, thì ở đâu cũng khó khăn hết như nhau thôi. Bây ở đây thì nó sẽ đi như thế này, đường như thế này để đi lập cô kia ở cái mối đoạn này thôi. Vâng. Thế là bình thường là anh nếu mà anh lên trên kia về thì anh qua đường nào? Thường thường ấy thì anh sẽ đi đường Bắc Hà xong anh qua Bắc Ngầm xong về Bảo Yên. Đường đấy rất là vòng luôn. Vâng. Nhưng mà được cái là đường sẽ rất là đẹp. Vâng. Nếu mà thế hôm nay anh em mình biết là đi qua đường đấy nhỉ? Thì cũng không ngờ là nó sẽ khó như vậy. Còn ổn không anh? Vẫn ổn đấy. À, ổn không anh?
chở qua đường. Xe anh Khương, anh còn ổn không? Đây được, cứ đi được là được. Ở cái gầm là cứ kêu cái khi không. Vâng, chạm gầm, chạm gầm. Đây em cầm dép của anh nào nhỉ? Đây, 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 đây anh đây. Anh bảo quay lại nhưng mà là có ai đấy. Đào ơi, xe. Dạ. Em quay lại em tìm cho anh đôi dép mà anh của một cây số ấy. Em chịu thôi anh ạ. Anh mình là bỏ dép ở bên đấy rồi. Vâng. Anh em mình rửa chân đã đi. Ôi, chân rửa chân nhỉ nhá. Để em. Phải không anh? Đấy. À. Ôi chân này nuôi cái gì ấy sao ấy? Đó có là nuôi cá ở đấy à bố? Đó. Tôm, tôm, à, tôm, 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 tôm. Tôm nhờ. Đó, cái này mang cái tôm này. Rồi đấy. Anh ạ, à, em nghĩ là mình không nên rửa quá sạch. Thì là vì vẫn còn phải đẩy tiếp mà. Đúng, anh mình vẫn rửa đủ. Đủ cho để lên xe thôi. Đủ cho để trèo lên xe thôi. Còn bây giờ anh em sẽ không đi dép nữa. Được rồi anh rửa đi. Anh rửa đi. Thế mọi người rửa đi. Đây em xong rồi mà. Anh xong rồi. Sao đèn giúp em với. Một cái trắng thôi. Trắng. Ờ đúng rồi anh kia còn mặc áo trắng nhỉ. Là đây các bác à, nhìn hai con xe đấy, lốp là như kiểu là cháy hết đi rồi, nên đẩy là thấy mùi rất là khét đấy. Đấy, đi vào đây là rất là vất vả này, cũng không khác gì mấy là đường vào nhà của em Đào. Anh Mạnh nhờ, cũng không khác gì đường vào nhà em nhờ, đoạn này. Nếu mà đường vào nhà em thì đoạn này khó hơn bởi vì là mình đi xe máy mà. Vâng. Còn nếu đi ô tô thì cũng không khác gì. Vâng. Thậm chí là nếu mà đi ô tô chắc không lên được nhà em đâu. Xe anh này, đấy là cục đất là chạm ở đây luôn, treo hai bánh trước lên đấy. Ừ. Đấy, may quá. Cũng rất may là đã qua được chắc là khoảng 2/3 chặng đường khó khăn rồi. Anh Mạnh siêu nhân. Chỉ còn một chặng nữa thôi. Vâng. Anh lái xe cả ngày làm mệt lắm rồi đấy, cố lên. Em nghe anh Giang bảo là tầm 40 cây nữa là đến rồi anh ạ. 40 cây à? Giang ơi, em có thể an ủi anh một câu nào nó dễ hơn không? Còn bao nhiêu cây nữa đến nào? À anh ơi, bây giờ là nói chuẩn nhá. Là cái đường họ đang đào như này thì mình sẽ đi được tầm khoảng 5 đến 6 cây nữa. À 5 6 cây nữa đang. Vâng, tuy nhiên thì những cái chỗ mà vừa anh em mình để khó nhất rồi. Đúng rồi, là cái đoạn này là khó nhất rồi. Còn trên này thì sẽ không bị bùn như vậy, nhưng mà anh em để ý một chút là ổ vào rất là sâu. Vâng. Đấy là anh em lái xe thì phải bám. Thật ra thì để mà nói thì anh tin tưởng nhất Giang. Bởi vì ngoài Giang là chẳng còn ai để anh tin tưởng nữa. Thì là em hay đi đường này. Ừ. Em vừa anh mất niềm tin ở em rồi à? Anh mất niềm tin ở em rồi Khương. Anh em mình là đợt này là lên nhà em Đào cũng dính mưa đẩy xe. Vào nhà anh Khương cũng là rất là gian nan, không khác gì. Đấy lộc đấy anh ạ. Lộc, thế là lộc rồi, đúng. Có thể là có đi có lại. Tức là vạn sự khởi nan biết đâu nó lại là kết cục của một cái gì đấy đúng không? Biết đâu là sau tầm khoảng 2 năm nữa khi mà đường này mà nhà nước làm xong rồi thì lúc đấy là đi đón dâu thì anh cứ trêu em thôi. Đi nhỉ? Anh em mình lại đi thôi nhỉ? Anh em mình lại đi xe thôi. Vâng. Bây giờ là 8 giờ hơn này, xem để xem mà lúc nữa đến nhà của các anh ấy là mấy giờ các bác nhá? Bây giờ là 8:02 rồi đúng không? Vâng. 02:01. Này tiếp tục lên đường thôi. Vâng. Thôi nhỉ. Có thể là cái đoạn đường này đi di chuyển đến từ nhà cũng phải mất tầm nửa tiếng. Tiếng. Bây giờ là từ đây ra đến Tân Nam nó mất phải tầm 1 tiếng đấy. Thì tại vì là nó đường đi khó mà nó chỉ rơi vào tầm 6-7 cây tiền đường này thôi. Anh em mình cứ đi túc tác đi thôi, đến đâu thì nếu mà mệt quá thì anh em mình nghỉ ngơi lại. Được. Mai đi. Em thì là lần đầu đến nên là cũng không biết, không dự tính được chắc là mấy giờ đến. Rồi, cứ đi theo các anh cứ thôi. Đi thôi nhá. Rồi, đi nhá. Em sợ quá anh ạ. Cửa chưa đóng kín hay sao ấy. Kín rồi. Chắc phải xuống đẩy tiếp rồi. Ủa nó kịch hết gầm rồi em ạ. Xe kia có qua được không? Xót xe thật nhỉ anh ạ. Từ nhá, anh ấy cứ đi từ từ đi xong rồi để xem là xe kia qua được không. Nếu không qua được thì mình sẽ phải di chuyển xuống để đẩy. À cũng không được. Đây bên này một xe này. Xe này. Ô xe này lọt hố rồi anh ạ. Hai con á? Dưới kia còn một con nữa từ nhá. Không đi được rồi. Đâu vậy chưa đó? Mà cái này lún sâu thế không biết anh em mình có đẩy được qua không? Có được. Đi vào trong này đi. Xe này thì mái. Vào trong này. Không thoải mái đâu, một mình mà trượt bánh phát là không thoải mái đâu. Không bàn phát là không thoải mái đâu. Cái đi vào con xe to là vào. Không có đâu anh ạ. Không có, đang không có. Nay có một xe nhưng mà đi xuống dưới kia rồi. Nó đang tránh con kia rồi. Đấy, xe tải và đôi lại, con xe con này đi dưới đi đường ngang rồi. Đi đi đi. Ra mình đi.
Đây như những đoạn đường mà khó ấy thì người ta đang sửa đường. Đây các bác có thể thấy này, đây là người ta đang làm chưa xong ấy. Với lại là hai hôm trước mưa ấy là cũng sạt thêm xuống ấy. Đấy, rất là nhiều xe là tắc lại ở đây rồi. Đấy, ngay trước mắt trên này là một con xe tải này. Đấy, bây giờ là cũng không biết là đi kiểu gì. Đấy, các anh đang xuống dưới này để nhờ anh xe dưới này lên kéo. Nhưng mà anh cũng bảo xe anh là không kéo được ấy. Được rồi, lùi nữa là lúc đã phải kéo cả xe này luôn đấy. Cái này ổ gà cao lắm anh ạ, ổ voi luôn rồi. Anh Mạnh ơi, trước mắt này có cái ổ gà to lắm. Cái này chắc là vài hôm qua hôm kia là sạt xuống thêm nhỉ anh nhỉ? Thì sạt thì chắc không sạt, nhưng mà đường mới tại vì mưa to nữa. Hay là nó đang làm mở rộng thêm ấy em? Mở rộng thêm à? Rộng thêm. Thế thì mấy nữa lại có đường đẹp. Bây giờ thì chịu khó một tí thôi. Sẽ có thời gian đến đường nào cũng được thế thôi. Cái lúc đầu là mình mà nó đang làm ấy thì ở đâu cũng vậy thôi, nó sẽ khó khăn. Khi nào mà làm xong thì nó sẽ khi nào làm xong thì em sẽ quay lại thăm các anh vào lần thứ hai nhá. Nghe lâu vậy. Thôi là sao, nếu như mà đường này nó mà làm thì có sang bên anh chơi thì đi đường Bắc Hà em ạ. Bắc Hà là bên Lào Cai phải không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Không cần đi Bắc Hà đâu cả, mình đi cần đường Xúc Phì. Tại vì Xúc Phì thì hôm nay là mình đến đấy muộn 2 tiếng. Nếu mà mình trước đấy 2 tiếng là sẽ đi đường kia được. Mà bị sạt trước lúc mình đấy là 2 tiếng này, nên là ở lúc đấy thì cũng đã giờ chiều tối muộn rồi, nên là họ nghỉ, cũng chiều họ nghỉ. Trên chỗ em thì hôm nay là em có hỏi các anh chị trên kia ấy, thì vẫn chưa đi được. Đấy, đi thì phải đông người đi để bê xe ấy, các bác ạ, còn không thì là một mình thì chịu, cũng không đi được ấy. Nên là cháu Đạo cũng cùng các anh xuống dưới này để đi quay cùng các anh chị ở dưới này. Đấy, cũng thăm quan qua nơi sống của anh Minh Khương TV, một YouTuber rất là nổi tiếng các bác ạ. Em phải nói thế thì nói, anh rất là ngại luôn. Thật mà anh thì ở dưới này hôm nay thì anh lên trên kia, anh em mình cũng gọi là có duyên anh nhỉ. Đấy, các anh lên trên kia chơi thì là em cũng xuống dưới này cùng chơi cùng các anh ở dưới này luôn. Để ui xót xe quá. Nói chung là cái này cũng là một cái trải nghiệm. Trải nghiệm cũng là bước khởi đầu. Anh cứ trêu tiếp rồi. Không phải trêu. Nó em thấy không? Từ khi mà anh lên thì bắt đầu là lên đến nhà em cái. Lúc lên thì không sao cả. Lên đến nhà em là bắt đầu mưa to. Muốn về có về được đâu. Đấy, mấy hôm nay đợi mãi mà người ta mới thông đường, xong là đi thì ra đến đầu này lại gặp cái khó khăn là cùng đường thì phải nói là anh mà anh ở trên này anh cũng đã từng sợ rồi. Từng sợ. Nhưng mà mỗi chuyến đi là một cái trải nghiệm tuyệt vời mà anh. Đúng còn rồi. Trẻ thì mình cứ đi thôi. Ở đây thì em thấy là bà con nhà ấy là tập trung khá là thưa thớt nhỉ anh nhỉ? Đây thì đây cũng là trong thôn thôi em ạ. À trong thôn hả? Trong thôn. Vâng. Còn để vào khu anh thì không khác gì khu em đâu mà. Nhà cách nhà là cũng phải mấy trăm mét, thậm chí là còn cây số hơn cơ. Vâng. Đấy. Một tí rồi. Anh em mình giờ này gọi là ăn đêm chứ nhỉ anh nhỉ? Cũng buồn rồi mà. Ui, em cái thịt bò to đấy. Nóng quá anh ạ. Rồi để anh đi. Đây, đây này để em xới. Đây lên lên đây để em xới. Đặt đây này. Nóng, nóng này đâu. Đây đây. Đi đây. Cái này em giờ chuyển. Giờ phải không? Ăn nát ra rồi. Giờ này đói nhìn cái gì cũng ngon nhỉ anh nhỉ. Cơm này thì ăn cơm nguội thôi. Ăn cơm nguội à? Chỉ mong là đến chỗ để ăn cơm thôi, cơm nguội. Đây xin miếng tránh nhỉ. Anh em mình ăn đến giờ là cũng phải bao nhiêu tiếng rồi. Anh em mình ăn từ 9 giờ sáng đúng không? 9 giờ sáng. Vâng. Cháy mẹ là một ngày từ đầu sáng đến đây. Giờ là 10 giờ. Anh à, anh Tiệp nhỉ? Đây đây. Chú bát chưa? Anh cho em xin hai đôi đũa với. Cô ăn cơm với chúng cháu. Cái này 13 thức ăn là cho xe ăn phát. Cháu là mời các ông bà có bác ăn cơm cùng anh em chúng cháu ạ. Đây là một số món đặc sản ở trên anh. Thật không anh? Đây là lợn đen. Lên bản luôn. Vâng. Anh đáng khẳng định luôn, tại vì là đây là bà chị anh cũng quen. Vâng. Anh có ăn cơm đây khá nhiều rồi. Em cách ăn cơm nhé. Mời ăn cơm các bạn nhá. Chúc mừng tất cả mọi người nhá, các bác nhá.
tương thôi. Là miếng lợn đen đi để xem có đúng như cương bạn không. Thế anh ăn thử xem là thứ nhất là anh ăn thử xong anh cảm nhận đấy. Tôm ngon anh ạ. Tôm. Tôm mỏng. Bì dai. Đấy. Chỉ có lần bản thôi. Lần này là nuôi có thể là nhà nào mà có ít cám, cám ngô cho ăn ấy thì là sẽ tầm độ 1 năm, 1.5 năm là được bán. Còn nhà người ta không ấy thì là nó sẽ được. Cứ để trên bàn đấy, để trên bàn đấy.